Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành vừa mới làm xong một bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng, cột 12 cột liền yếm liền, được làm từ chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Khi xong mộc, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có quay lại video clip báo cáo tới gia đình khách hàng, anh ở Quảng Yên, Quảng Ninh, và cũng như gửi tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc một bộ sản phẩm bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng gỗ hương đá. Hàng được trộn vân, trộn gỗ rất là đều, đẹp, đỏ đều, đẹp đều. Quý khách có nhu cầu về mua sắm bộ bàn ghế phòng khách tần Thủy Hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá hay gỗ hương vân hay là gỗ mun hoa, hãy liên hệ cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì bên cạnh các cái bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng cột liền, chúng tôi còn các bộ tần Thủy Hoàng cột ghép. Và chúng tôi cũng được biết là hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều các hàng nhái, hàng kém chất lượng đang tràn ra ngoài thị trường rất nhiều từ các cơ sở đồ gỗ không rõ nguồn gốc, làng nghề làm mất uy tín, thì quý khách nên xem kỹ video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cái thông số cụ thể của bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m15, cao 1m20 và sâu 65, cột là cột 12 cột liền. Cột 12 là 12 đủ 12 cm. Bàn chà chúng tôi làm kích thước là 70-40. Còn chiếc đôn là chúng tôi làm vuông 40. Và chiếc bàn to thì chúng tôi làm kích thước là rộng 70, dài 1m40. Mặt bàn có đục chống đồng đông sơn và bốn xung quanh chúng tôi đục truyện lá tây. Phần yếm chúng tôi cũng đục lá tây. Và có cổ ngăn kéo và có cũng đục lá tây để quý khách tham khảo. Tôi xin nhắc lại kích thước là chiếc bàn rộng 70 và dài 1m40 trong bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng. Chúng tôi có làm bộ 7 món, bộ 6 món, bộ 10. Trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một đôn bé, một bàn trà và một bàn to. Chiếc đôn này chúng tôi làm 40 x 40. Chiếc bàn này là chúng tôi đục ở yếm bốn xung quanh đều là đục lá tây. Bộ này cũng là đơn đặt hàng của khách hàng tới từ Quảng Ninh. Trước khi chúng tôi đi vào hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay mộc lại một lượt bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng gỗ hương đá. Gỗ hương này là gỗ hương nhập khẩu từ Nam Phi. Hiện nay nhiều khách hàng đang bị nhầm lẫn giữa gỗ hương đá Nam Phi và hương đá của Lào. Hương đá của Lào thì giá thành nó đắt hơn rất là nhiều. Và quý khách muốn chơi về dòng vân thì quý khách mua bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng gỗ hương đá Nam Phi. Và các bạn đang xem đây là bộ Minh Quốc voi cột 22 bằng chất liệu gỗ mun hoa. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong video sau. Bộ này đang có giá trị mắc nhất hiện nay cả về giá tiền cũng như cả về chất liệu gỗ. Nó rơi vào tầm tiền tỷ dành cho quý khách đại gia. Và bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng gỗ hương đá cột 12 cột liền này thì ai cũng mua được. Nó hợp với cái túi tiền dân thường, bình dân. Chiếc ghế dài này chúng tôi làm kích thước là 2m55 x 65 và chiều cao chúng tôi cũng làm 1m20. Ván mặt chúng tôi làm dày 2 phân và khuôn tranh thì chúng tôi làm dày 4 phân. Chúng tôi cũng báo luôn kích thước cụ thể cho quý khách tham khảo so sánh với các cơ sở khác. Quý khách có nhu cầu mua sắm bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng hay có cần giải đáp các thắc mắc về các sản phẩm đồ gỗ, bộ bàn ghế gỗ hương đá, hãy liên hệ với chúng tôi 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các cái thắc mắc của quý vị về các cái sản phẩm đồ gỗ liên quan. Trong video vừa rồi chúng tôi giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc voi cột 14 gỗ mun hoa, được làm rất là kỳ công tỉ mỉ, thì các bạn có thể vào để xem thêm. Chúng tôi đang làm thi công lẫn đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ rất nhiều các đơn hàng trên toàn quốc. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả 8.000 người đang theo dõi cái video này của chúng tôi.
những người đam mê đồ gỗ thực sự yêu mến và chọn đồ gỗ hiền lành để làm cơ sở tin tưởng đặt hàng. Chúng tôi nhận giao hàng và lắp hàng trên toàn quốc. Chúng tôi giao xong với thanh toán. Quý khách cần hỗ trợ các cái chi tiết sản phẩm, mẫu mã cũng như kích thước thì hãy liên hệ với chúng tôi 0986 883349. Bên cạnh các bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, chúng tôi còn các bộ bàn ghế Âu Á Hộp, Minh Quốc Nghê, Minh Quốc Voi và các bộ Minh Quốc Hồng. Trong rất nhiều video tiếp theo đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cái mẫu mã sản phẩm mới nhất. Bộ này tôi sẽ quay chi tiết từ sau lên đằng trước cho quý vị xem. Gỗ rất là đều, đỏ đều, đẹp đều và cũng được tuyển vân. Đây là video chúng tôi đang quay hàng mộc. Cơ sở cũng khuyên tới tất cả quý khách hàng nên xem hàng mộc trước khi quý khách mua về để đảm bảo quyền lợi quý khách, vì xem vân đó là vân thật 100%, không vẽ vân, không bán vân, và xem được các cái lỗi lầm của bộ bàn ghế. Chúng tôi tuyển ghế rất là kỹ vì giá thành nó sẽ lên cao. Quý khách hãy liên hệ 0986 883349. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, gỗ hương đá, cột 12. Cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.